Phiên sáng của ngày 12 tháng 5 năm 2024, sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại lên một video giới thiệu với các bác rất là nhiều mặt hàng. Sau đây em sẽ điểm qua một số mặt hàng đang có tại vườn nhà em như là châu này, vanda này. Đó, nhà em đang xếp đống này. Châu vanda và trong đây nó là hoàng hậu xanh và vũ nữ này. Hoàng hậu xanh này, vũ nữ này. Vũ nữ Motolia này. Đó, hoàng hậu xanh, vũ nữ này. Ngoài đây thì là kiếm này, cát các loại nha các bác nhá. Kiếm này, kiếm combo giá siêu rẻ và cát dòng bát nhá. Dòng bát cổ xưa, rất là nhiều. Đó, kiếm đang nụ nha các bác nhá. Và dưới vườn kia thì còn rất là nhiều hàng thân thòng, đai châu, vân vân. Cái dòng bát cổ xưa có những cái bông hoa nó ra đậm chưa các bác ơi? Đẹp chưa? Đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi luôn ạ. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k một đơn hàng. Và bên nhà em không bao ship nha các bác nhá. Đây này, cát nhà em này, cát rồi thiên nga, các loại con đà điểu này, rất là đẹp luôn này. Ôi, đó các bác ơi, nó rực rỡ luôn nhá. Là mùa hè rực lửa luôn. Dưới kia nó còn ngập phượng hoàng lửa nhưng xa quá ấy, không mà giới thiệu đây. Ngoài đây nó còn nhạn này, còn coqui này. Đó, rất là nhiều. Đây, đầu tiên em sẽ lên một video. Ủa các bác ơi, nhìn thấy nhà em này. Đây nhà em cái nhạn nó ra, cái khúc gỗ này giờ nó bám vào trông yêu chưa. Đó. Đầu tiên em sẽ lên một cái mặt số mặt hàng xả đây ạ. Đây, em có một cái giò tam bảo sắc nhá. Tam bảo sắc này, xem là 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngọn này, 6, 7, 8, 9 ngọn gì, 9, 10 ngọn gì đấy, em đếm không chính xác đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngọn đi, 8 ngọn nhá, 8 ngọn này, nó đang có rất là nhiều nụ nhá. Nụ dài này, 1 nụ này, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ này, 5 cái nụ nhá. Đấy, em đếm qua là 5 cái nụ, mà giò này em ký vào gỗ nhá. Dễ ra mướt mát luôn. Cái giò này bác nào quan tâm, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 420.000 nhá. 420.000. Dễ này, sướng chưa các bác ơi? Đó, đang nụ nhá, nụ dài luôn này. Đây các bác nhìn thấy chưa, nụ nó đang ẩn mình ở dưới đây. Em không, các bác ấy có thể lên video các bác nhìn không rõ đâu ạ. Đó, 420.000. Đây nha, em cầm tay cho các bác xem này. Đây, nó to lung linh như này nhá. Đấy. Đấy, rất chi là to luôn nhá. Không biết nuôi bao giờ thì mới được bằng như thế này đây. Mà giá cực kỳ yêu luôn nhá. Tiếp đến, em sẽ có một số cái mã hàng xả đây. Em đánh mã A42. Đầu tiên em đánh mã A42. Gồm một giò tròn có 3 ngọn và một nụ nhá. Một nụ, 3 ngọn và một nụ. Giò này em, mã này em đã mã A42, em chia sẻ với các bác giá 130.000 này. 130.000 hàng thuần rồi, đang có một nụ nhá. Tiếp đến là mã A43, gồm có 2 chậu cáo. Đang có một nụ này, tổng 2 chậu này 6 cây đang có một nụ. Em chia sẻ với các bác là giá 310.000. Hàng này hàng xả của em đấy. Trước này em bán là 210.000 một chậu, mà hôm nay 2 chậu có 310 thôi. Đó, mỗi chậu 3 cây nhá. Và mã đây là mã A44, gồm có 2 chậu cáo. 2 chậu này 6 cây chưa có nụ nhá. Giá là 300.000. Hàng xả nhá các bác nhá. A45 gồm có 2 chậu, 6 cây có một nụ này. Em chia sẻ với các bác giá 300k nhá. Và đây là một giò trồn tím này, một giò trồn tím này. À, một giò trầm tím, em nói nhầm, nói nhịu. Trầm tím đang rất là nhiều mầm và đang có 3 thân hoa nhá. Em chia sẻ với các bác cái mã này là mã A46, giá 110.000. Và các bác ơi, mua cái đơn này này, riêng mua những cái đơn này là ghép đơn em mới gửi nhá. Chứ còn các bác bảo lấy một cái chậu này không thì em không gửi. Đó, 110.000 thôi, đang rất là nhiều mầm tơ đang lên, mầm non đang lên này. Và đang có 3 thân đang nụ hé hé nhá. Có thể là cái cây này nó về đến nhà các bác thì nó sẽ nở hoa nhá. Dòng trầm thì siêu thơm rồi, không phải bàn.
Và mã 47 là một bảng hỏa hoàng cam nhá. Cam vàng này các bác nhìn thấy chưa? Đang có nụ này. Bảng này em Thúy chia sẻ mà các bác giá 150. Hàng trước của em là 290.000 đấy ạ. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh này nhá, 150k. Đây, sau đây em sẽ lên tiếp tục lên một số mặt hàng thuần đấy ạ. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa, siêu đẹp luôn. Đó là vũ nữ hoàng hậu xanh nha các bác nhá. Đây, em cho các bác xem cây mẫu, hoa mẫu thực tế đang có tại vườn nhà em đây. Các bác nhìn thấy cần bông nữa này. Dài chưa? Miên man luôn nhá. Dài hơn người mẫu đây, mặt hoa thực tế của nó đây. Đó. Và cái dòng này chơi hoa cực kỳ bền. Chơi các bác chơi phải là 4 5 tháng nhá. Đây, còn hàng em bán cho các bác đây. Đấy, hàng em bán là hàng đang có nụ nhá. Đang có nụ, một chậu như này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Trung bình là một chậu nó sẽ có một ngồng hoa nhá. Đấy, ngồng hoa nó đang ra dài như này này. Một ngồng hoa. Và cái giá này là em Thúy không bao gồm phí ship, các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đó. Và em cũng nói luôn một điều là như thế này, những thi thoảng nó có cái lá nó như thế này. Đây là hàng này là hàng vườn trồng tự nhiên nhá. Trồng tự nhiên cho nên là lá nó như thế này. Và các bác ơi, những cái hàng này mình phải cho nó ăn nắng thì nó mới ra được nụ. Nó ăn nắng thì lá nó không được mướt mát. Đó, thì nó mới ra nụ, chứ các bác trồng cái cây mà trong bóng râm xong là cho ăn nhiều phân thuốc ấy, lá nó mướt mát thì nó, các bác cái cây, những cái cây đấy nó hiếm nụ lắm. Đó. Đây, hoa ra siêu xài luôn. Và những cái chậu, đối với những cái chậu này về thì các bác lên sang chậu cho em, trồng sang một cái chậu mới cho nó vào một cái giá thể mới nhá. Vụ này. Để cho nó đẻ con, cây này đẻ nhanh hơn gà hơn vịt luôn. Đẻ sai cực kỳ luôn nhá. Đó, nụ đây. Cứ 140.000 một chậu. Và hoa thực tế đây các bác ơi. Hoa thực tế của em nó đây. Cái cần bông nó dài chưa? Đó. Chơi cực kỳ bền luôn nhá. Đấy, các bác nhìn đây này. Hoa thực tế của nhà em đấy nhá. Cây này là chưa nở hết này. Cây này cũng chưa nở hết này. Bây giờ nó nở căng thì nó mới đẹp. Hoàng hậu xanh hay còn lại gọi là vợ vua đây nhá. Bao la bát ngát luôn. Đấy, như các bác lưu ý hộ em là cái lá nó, lá này hàng trồng vườn tự nhiên nó như này nhá. Nó không được mướt mát đâu. Và các bác ơi, cái này này, nó là vỏ cây nhá. Thì khi các bác nhận hàng là các bác cứ một số bác cứ kêu chê thối mới để chê nọ thế kia, trừ tiền em là không phải đâu nhá các bác ơi. Cây nó cây gì nó cũng phải có cái vỏ cây nhá các bác nhá. Đấy, em bóc ra cho các bác xem. Rễ này, bộ rễ cực nó cực kỳ yêu luôn. Đó, hàng đang có nụ nhá. 140k một chậu. Và đây là cái dòng vũ nữ Mitoria nha các bác nhá. Ôi, em cho các bác xem một bông hoa nó nở thực tế đây. Hoa siêu đẹp luôn các bác ơi. Hoa siêu đẹp luôn, cánh tròn nhá. Cánh tròn là nó có họng như này này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Siêu đẹp luôn. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Hoa cực kỳ là sai hoa nhá. Một chậu như thế này nó trung bình nó từ 4, 5, 6 giỏ hành trở lên. Nếu mà giả hành nó to thì nó sẽ ít cây, mà giả hành nó nhỏ thì nó sẽ nhiều cây nhá. Và tất cả đều đang có nụ. Cây mỗi một cái giả hành này trung bình nó sẽ ra hai nụ này. Và thậm chí còn nó còn đạt được hơn, nhiều hơn nữa nhá. Và có cây nó nụ dài, có cây nó đang sưng nụ ở trong ngách lá nhá. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 4 chậu em miễn phí ship này. Và cái chậu này là chậu nhỏ nhỏ xinh xinh. Chậu phi 12 nhá. Chậu phi 12 các bác ơi. Đây này. Ví dụ như cây này xem là 1, 2 này, 3 này, 4, 5, 6. Đây này, 7 này. Nói chung là nó nhiều ngồng hoa lắm. Nó còn đang lên ở trong ngách lá, nó bé bé như này. Các bác nhìn thấy chưa? Đó. Mỗi một ngách này nó cũng phải không phải lên 2 mà nó phải lên 3, 4 nhá. Đây này em đếm này. Đó. Một chậu này em Thúy chia sẻ này 150.000 nhá. Rất chi là nhiều nụ luôn. Và hoa siêu bền luôn nha các bác nhá. Chơi cái dòng hoa này cực kỳ bền này. Vũ nữ Mitoria nhá. Ôi, nụ đang chi chít. Nói chung các bác nhìn trên qua ảnh thì nó không được rõ đâu. Nhìn ở bên ngoài nụ nó nhiều lắm lắm luôn đấy các bác ạ. Đó. Nụ nhiều chưa? Chỉ có 150.000 một chậu thôi. Đây, chậu nó đây nha các bác nhá.
Và cái dòng này thì các bác cực kỳ dễ chăm sóc thôi. Cái dòng này về các bác cứ sang chậu cho em, nó đẻ hơn gà hơn vịt luôn, sai cực kỳ luôn. Các bác sang chậu này trồng nó bằng cái gì? Trồng bằng vỏ thông vụn nhá. Hàng ngày các bác tưới nhẹ nó bình thường thôi, 5, 7 đến 10 ngày các bác cho ăn phân thuốc và thuốc bổ một lần nhá, cực kỳ. Và cái hàng này thì nó cũng ưa nắng nhẹ nhẹ thôi, đẹp lắm cơ. Nhìn ở bên ngoài nó mê ly luôn các bác ạ. Và đây là một cái dòng kiếm lá láng nha các bác nhá. Lá láng dựng đứng lên này. Lá láng cứng lá nhá, không phải chứ không phải là cái dòng kiếm mà lá nó mềm mọt xuống đây đâu các bác nhá. Và màu này là màu sáng lá chứ các bác nhìn ở trên tivi thì có thể là nó trắng. Đây này, đó. Hàng này đang nụ đang hoa này. Đây, một cốc như này nó trung bình nó 4 5 tép trở lên nhá. Em Thúy chia sẻ với các bác giá combo 220.000 5 cốc như thế này nhá. Một số cây nó đang có nụ có hoa và nó rất là nhiều mặt hoa. Đây các bác ơi, em cho xem này. Mặt hoa nó đây này, mặt hoa đây này. Còn mặt hoa đây nữa này. Nó nhiều mặt hoa lắm các bác ạ. Nó nở đây 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 nữa này. Lung tung rất là nhiều mặt hoa này. Em sẽ nhặt xổ số cho các bác nhá. Rất chi là nhiều mặt hoa. Đó, em nhặt xổ số cho các bác này. Và cái hàng này em Thúy đưa ra cho các bác là cái giá này là giá hàng em bán hàng không nụ. Tại vì là trong quá trình vận chuyển chẳng may. Đó, các bác nhìn thấy chẳng may nó có bị xước xác hay là nó bị gãy nụ, các bác đừng bắt đèn em nhá. Đấy, giá cực kỳ rẻ. Hàng này hàng lá láng nhá. Lá láng này. Lá tròn o luôn. 220.000 combo 5 chậu như thế này. Đây em xếp hẳn ra đây cho các bác xem 5 chậu nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. 5 chậu nhá. 5 chậu giá chỉ có 220.000 thôi. Giá nhà em Thúy đưa ra cực kỳ rẻ luôn. Các bác ơi, nó rẻ như này thì mình cứ lấy về mà sưu tầm đi. Tội cái gì đấy, rất là nhiều mặt hoa. Còn những một số cây nó chưa nở hết ra được, nên ra em không cho các bác xem nom hết được mặt hoa. Đẹp lắm, mặt hoa này nói chung là đẹp. Đó. Giá cực kỳ yêu luôn nhá. Đây đây này. Đó. Và đây là cái dòng Vanda bụi của nhà em nhá các bác nhá. Đó. Hàng Vanda này của nhà em này hoa nó rất là chi là nhiều màu. Và hàng này là hàng bụi nhá các bác nhá. Đây là rễ này. Hàng này thuộc dòng rễ gió nhá các bác nhá. Rễ siêu đáng yêu luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa của em nó thì rất là nhiều màu. Đốm đỏ, hồng, tím, xanh, trắng nhá. Rất là nhiều màu các bác ạ. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Và cái dòng Vanda này thì hoa nó sẽ ra quanh năm. Hết đợt này đến đợt khác. Một năm của nó ra ít nhất là 3 lần. Đó. Hàng này hàng bụi của em. Một bụi nó trung bình nó có từ 2 cây trở lên nhá. Nó có sẽ dạng bụi như này. Bụi như này. Vây vào đây dạng bụi thì lá nó như thế này luôn. Đấy, lá nó gọi là chia ra hai hướng. Đây bụi này nó là 3 cây này. Đấy tùy theo bụi này. Bụi này thì nó là 1, 2, 3 cây này, 4 cây này. Và các bác ơi, cái có một số cây như thế này thì em cũng giải thích cho bác các bác này. Cái cây có một thể là một cây mẹ, nó đẻ ra cây con. Đây em nói ví dụ luôn. Nó đẻ ra cây con thì đương nhiên là cái cây mẹ thì nó không phát triển nữa, nó đẻ ra như thế này. Đây coi như là cái cây này này, nó không phát triển nữa. Ít khi có cây nó phát triển nữa thì cái lá nó sẽ bị hỏng. Thì các bác mua thì các bác lưu ý này, em chỉ tính tiền có 2 cây này thôi, 3 cây này thôi. Thì các bác đừng trừ tiền em. Hôm nọ có một bác ấy cứ dứt khoát bác trừ tiền em bảo là em không bán hàng về cho em, nhưng bác cứ đòi lấy xong bác trừ tiền em. Bác ấy không hiểu biết gì, xong các bác ấy kêu là nhà bác ấy chơi lan nhiều. Đây các bác ấy, nó đẻ ra thì đương nhiên cái cây này nó không phát triển nữa. Đây nó tẻ ra, nó tách ra làm 3 làm 4 rồi. Thì đương nhiên nó không phát triển nữa, cái cây chính của nó không phát triển nữa đây này. Hàng nhé, hàng tem màu đấy nha các bác nhá. Tem màu luôn đây nha. Đó. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá 120.000 một bụi. Và giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Bụi nhỏ thì nó sẽ nhiều cây. Ví dụ như cái bụi này 4 5 cây, 3 4 5 cây đây này. Bụi to này chỉ được 2 cây thôi. Và giá trên em không bao gồm phí ship nhá.
Và các bác ấy lưu ý hộ em một điều nữa là cái hàng Vanda này này, lá nó rất chi là giòn. Trong quá trình vận chuyển thì nó có sẽ thể xước xác hoặc là nó hơi bị lứt ra một tí như thế, rách như một tí như này, thì các bác hoan hỉ giúp em. Em Thúy không bán hàng đẹp nhá. Em Thúy không bán hàng đẹp ạ. Đây, dạng cây như thế này nữa này. Đấy, một bụi siêu to khổng lồ thì có độc cũng 120.000 thôi. Corat Cookie nhà em Thúy đây các bác ơi. Siêu đẹp luôn nhá, hàng lá xếp nhá. Chậu hai cây này. Đó, hàng này là chuẩn bị sẽ ra hoa. Cái dòng Corat Cookie này thì hoa nó sẽ ra từ tháng 6 đổ đi cho đến tháng 12 dương lịch, thậm chí là đến Tết các bác cũng có thể chơi hoa. Nhà em 3 năm được chơi hoa Tết rồi. Đấy, Corat Cookie nhá, hàng lá xếp một chậu hai cây này. Đó. Và thi thoảng có cái lá chân nó sẽ hơi bị gọi là cái màu ấy là màu nó hơi, nói chung là nó không được nhìn, các bác nhìn không được đẹp, nhưng không phải hàng hỏng nhá. Hàng này em cho các bác xem mặt hoa này. Ôi dồi ôi, hoa nó thì siêu đẹp, siêu thơm luôn. Các bác ơi, hoa nở thực tế nhà em nó sẽ có hai màu, một màu đậm, một màu nhạt. Đấy, màu đậm nhá. Cánh cực kỳ trọt. Đây, màu này màu tím nhạt đây của nhà em, mới gọi là, nói chung là nó gọi là màu gì tùy các bác đặt. Đấy, tất cả đều là hoàng nhà em đang nở đấy nhá các bác nhá. Em phải quên, em không quay cho các bác cái clip hoa nó nở tại vườn nhà em. Rồi. Em đây có cái clip mà bây giờ em tìm nó hơi lâu. Đấy. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Một chậu nó sẽ có hai cây như thế này đây. Cây nào lá nó ngắn hơn ấy, nó gọi là lá nó ngắn hơn thì cây nó sẽ hơi bé hơn một chút. Còn cái cây lá xếp, lá nó dài ấy thì cây nó sẽ đại để nó nhiều cặp lá hơn một chút. Đây. Cứ một chậu hai cây, nó có hai dạng này, một dạng cây mẹ con này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Và một dạng cây lá xếp nhá, một dạng cây lá xếp. Em Thúy chia sẻ là 120.000 một chậu và giá trên em Thúy không bao ship nha các bác nhá. Các bác vui lòng cộng cho em thêm phí ship vào cho em nhá. Nhà em không bao ship ạ. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Rất chi là nhiều luôn nhá. Hoa siêu thơm luôn. Đấy, nhà em Thúy là nhập trực tiếp cho nên là hàng rất chi là nhiều, mênh mông luôn. Em giới thiệu tiếp với các bác một cái dòng lan Pat, thuộc cũng là thuộc một dòng họ lan cát nhá, Catnea. Nhưng mà dòng này dòng nó gọi là dòng Pat cổ xưa. Đầu tiên em giới thiệu với các bác một mặt hoa, đó là Phượng Hoàng Lửa nhá các bác nhá. Phượng Hoàng Lửa, hoa siêu đẹp và siêu thơm luôn các bác ơi. Cực kỳ là thơm luôn Phượng Hoàng Lửa. Cái dòng lan bát này của nhà em này, hoa nó sẽ ra quanh năm, một năm ít nhất là nó phải ra hai lần các bác ạ. Mà nói về cái dòng hoa lan bát này, hoa nó cực kỳ là thơm luôn các bác ơi. Và tình trạng em bán cho các bác là cây đang có nụ và đang có hoa, thì trong quá trình vận chuyển thì hoa nó có thể là, những cái cây nào đang nở hoa nó có thể là các bác về các bác là chơi được ít ngày hơn thôi, hoặc là nó có thể nó sẽ tàn hơn, thì các bác hoan hỉ giúp em. Tại vì em bán cái giá em Thúy đưa ra là giá hàng giống nhá. Lan Pat này, đấy, một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 90.000 một chậu đi. Hôm nay em bán đồng giá 90.000 một chậu. Em còn nhiều loại nữa lắm. 90.000 một chậu và các bác mua 10 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Giá trên thị trường người ta đang bán là 130.000 đấy ạ. Nhưng em Thúy bán 90.000 thôi. Mặt hàng đầu tiên đó là dòng Phượng Hoàng Lửa này. Tiếp đến này, em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa. Nhà em nhiều quá mà vườn nó như thế này mà nó vẫn còn đang chật, không có chỗ xếp này. Cho nên là em xếp nó ra nhiều chỗ. Dòng tiếp theo đó là dòng cũng là thuộc dòng Nan Pat, đó là Taiwan Picnic. Taiwan Picnic. Đây các bác ơi, nhìn cánh blue, lưỡi đốm này, hoa siêu đẹp luôn. Đó, cái dòng này em cũng chia sẻ với các bác giá là 90.000 thôi. Những cái dòng này thì cụm mà cái cây nó sẽ nhiều giả hành hơn, to hơn. Đấy, tình trạng là đang có cây đang có nụ, có hoa, có cây đang lên mèo. Và em bán cho các bác giá là giá không nụ, không hoa. Đây này, cánh pờ nu nhá, cánh pờ nu lưỡi đốm này. Nó gọi là Taiwan
tích tiếp. Đó, rất chi là nhiều. Và tiếp theo em cũng có rất là nhiều mọi mặt hoa đây. Các bác ơi, nhiều mặt hoa lắm, em đọc không hết tên được. Đây, nhiều mặt hoa nó cũng là dòng thuộc dòng pát. Thế các bác nào mà hoan hỉ lấy thì các bác lấy nhiều màu thì em sẽ nhặt nhiều màu cho các bác này. Nó là lung linh luôn. Lung linh luôn đây, các bác nhìn thấy chưa? Lung linh rất là nhiều mặt hoa. Và hoa này em đứng đây mà nó thơm rứt hết cả đầu luôn các bác ạ. Nó nở có một ít này, rứt hết cả đầu. Đấy, các bác nào thích lấy nhiều màu thì em sẽ lấy nhiều màu cho các bác. Nói chung là nó nhiều tên lắm, em đọc nó không hết tên được. Nhiều tên lắm. Ôi, hoa nó lung linh luôn. Mùa này này, mùa này đang là mùa hoa pát. Và một năm nó ra ít nhất 2 lần nha các bác nhá. Đấy, chứ còn các bác bảo nhặt nụ cho các bác thì em sẽ cố gắng nhặt nụ. Nhưng mà cố gắng nhặt đang có nụ có hoa, nhưng em cũng nói luôn là trong quá trình vận chuyển, chẳng may nó có sự cố thì các bác hoan hỉ giúp em. Tại vì hàng này em Thúy đưa ra là hàng em không, em bán hàng giá em đưa ra là bán hàng giống như các bác nhá. Ôi thơm lắm cơ các bác ơi, thơm cực kỳ luôn đấy ạ. Rất chi là nhiều nhà em này, rất chi là nhiều luôn nhá các bác nhá. Đó, trên vườn ở dưới nhà này hoa nó cứ lở rực rỡ lung linh luôn. Trồng mặt hoa nào cũng đẹp. Đó, lại còn đây nữa này. Đấy. Nhà em nó nói chung là để rất chi là nhiều chỗ luôn. Đây này. Đấy, toàn dòng pát luôn hết nhá các bác nhá. Đây, một chậu nó rất là nhiều thả hành. Và đối với cái dòng này thì em cũng khuyên các bác một câu chân tình là các bác về, các bác sang chậu cho em. Đây này, nụ đang rất nhiều nhá. Giữa cái dòng Taiwan Picnic này rất là nhiều nụ luôn. Các bác sang chậu cho em để cho nó có đất nó phát triển. Đây này, nó đang đẻ rất là nhiều nhá. Đẻ nhánh con ở trong đây rất là nhiều. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em nó ăn phân thuốc một lần. Và hàng ngày các bác vẫn tưới nước đều cho em nhá. Đấy, cái gì tưới thì các bác cũng chỉ tưới vừa phải thôi. Đừng có tưới nhiều quá nhá. Benzo VIP nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi, nó đẹp lắm. Các bác mà xem mặt hoa nó thì siêu phê luôn. Đúng dòng Hà Lan VIP luôn nhà em nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Trời ơi, nó bị lóa này. Mặt hoa đẹp chưa các bác ơi? VIP luôn nhá. VIP luôn. Và hoa siêu thơm luôn nha các bác nhá. Nó gọi là Denzo trắng kim cương nhá. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Đây các bác ơi, em Thúy chia sẻ với các bác giá 280.000 thôi. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Một chậu nó rất chi là nhiều thân. Và mầm non nó đang tiếp tục lên này các bác này. Đó, hàng này em Thúy bảo hành cho các bác là mặt hoa Denzo trắng VIP nhá. Denzo trắng tuyền VIP của nhà em luôn. Hàng VIP vìm vịp luôn. Đối với cái dòng hoa này thì các bác chơi nó cực kỳ là lâu tàn. Và hoa siêu thơm luôn. Đây, hàng thuần rồi này. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi, mầm non vẫn đang tiếp tục lên nhá. Đấy, hàng thuần rồi, dễ nó ra trắng xóa luôn nhá. Các bác thích để như thế này các bác treo cũng được. Và về, hoặc là các bác thả sang cho em một cái chậu gỗ nan cho nó đẹp, trông cho nó VIP, nó sang nhá. Trông cho nó sang. Ôi, cao to đẹp dài luôn nhá các bác nhá. Siêu phê luôn. Đó, chỉ có 280.000 một chậu thôi. Giá năm nay cực kỳ rẻ. Năm ngoái là bán 400-450 đấy các bác ạ. Năm nay em nhập được này. Giá em bán có, em nhập được rẻ. Giá em bán siêu rẻ luôn. Ôi, mầm non nó vẫn đang lên này. Hoa siêu thơm luôn nha các bác nhá. Mặt hoa trắng tinh, trắng tuyền luôn. Bao phê luôn cho các bác này. Đó, nhà em rất là nhiều luôn nhá. Rất chi là nhiều luôn. Đó, siêu phê luôn. Và đây là một cái dòng hải yến nhá các bác nhá. Hải yến nhà em là hải yến bụi này. Một bụi của nó trung bình nó có, sẽ có từ 2-3 cây trở lên. Nói chung là nếu mà nó 3 cây thì nó sẽ có một cây to, 2 cây đẻ, mấy cây đẻ con ở dưới này. 2 cây thì nó sẽ có tình trạng là 2 cây đều hoặc là cây to cây bé nhá. Đấy, hải yến nhà em. Hàng này hàng đang sưng nụ nhá các bác nhá. Nói về cái dòng hải yến này thì hoa siêu thơm luôn các bác ạ. Đây này, em quay cái chỗ này nó sẽ hơi bị tối một chút. Đó, em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa hải yến này, nó sẽ có hoa đậm, hoa nhạt.
Đó các bác xem, nó sẽ có hoa đậm, hoa nhạt, và nhưng mà riêng vào dòng hoa thì siêu thơm luôn. Một bụi như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá chỉ có 120.000 một bụi thôi. Và các bác mua 5 bụi em Thúy miễn phí ship nhá. Đây này, thí dụ các bác mua 5 bụi như thế này về các bác ghép thành một tác phẩm này. Đó, rất chi là ok. Hàng là hàng đang sưng nụ, chứ em bán hàng nụ là vận chuyển là em sợ nó hay bị hỏng ấy. Cho nên là em bán hàng đang sưng nụ thôi nhá các bác nhá. Và cái dòng này thì em cũng nói thật luôn với các bác này, lá nó không được đẹp long lanh 100% đâu. Nó sẽ có, nó rất là giòn, thi thoảng nó sẽ xước xác như thế này. Đó, các bác nhìn này, một bụi cây của nó này. Đó, nó có trung bình là 2-3 cây nhá các bác nhá. 2-3 cây này, cây nó đang đẻ rất chi là đẻ sai hơn gà luôn này. Đó, mặt trước đẻ, mặt sau đẻ này. Rất chi là ok luôn. Em Thúy chia sẻ với các bác giá độc chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua 5 bụi, em Thúy miễn phí ship nhá. Mướt mát luôn. Hàng này, dòng này là dòng dễ gió nhá các bác nhá. Mình để về mình treo chơi cũng được, hoặc là mình sang chậu, mình thả vào một cái chậu mới thì nó đẹp hơn nhá. Đó, cây đây. Hoa này thì thơm, mùi thơm như là mùi vani ấy, thơm lắm các bác ạ. Lúc mà nó nở ra, chỉ cần một cây nó nở ra đã thơm hết khắp cả nhà rồi. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Siêu đáng yêu luôn nhá. Mướt mát luôn.